Okay, here's the bride. Everybody please give applause. Big round applause. Okay, who's smiling right now so you know what to do? No, that, whatever in your hands, that what you're going to do with it. Do the right gentleman with, that's the way. Everybody, big round of applause. Just stand there, just stand there. Kính thưa quan viên hai hộ và quý vị khán khách, tiếp theo là phần dâng hương của thân phụ của cô dâu. Khấn trình đến tổ tiên, ông bà Phật và thân nhân quá cố để chứng kiến và chấp nhận thành viên mới vào gia đình của hậu nhà Đặng. Tôi trân trọng xin mời thân phụ cô dâu, ông Đặng Khuyết.